Dạ anh chào sư phụ. À, ngày nay con sẵn có bé quen đi chung á, về thăm lại mấy đứa nhỏ thì ngày mai ghé về thăm sư phụ luôn. Sư phụ khỏe chứ không? Thì khỏe anh Trường. Tại con cũng lâu rồi chưa có ghé vô mấy ấm mình mấy đứa bé, giờ nói chung là tụi con qua cũng thấy mấy đứa bé đang cũng hạnh phúc, con của Ben đang hạnh phúc ở đây thì con cũng cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Sư phụ đã chúc cô để mà giúp cho các em ở đây. Sư phụ thì như là bữa giờ ở đây mình có cái sự việc nhưng mà con cũng thấy được ở trên mạng á, cũng đang lấn cấn về vấn đề là giữa chùa mình và những vật tử là những câu chuyện đó sao sư phụ hả? Thì cũng thưa với tất cả cộng đồng mạng thì chùa Vạn Đức cũng như mấy ấm Đức Quang thì tình hình sức khỏe của thầy không được tốt. Vì mình không biết là mình về với Phật ngày nào. Thầy cái chùa Vạn Đức thì giao lại cho thầy Hoàng Tâm để điều hành, để thay thầy. Còn như mấy ấm Đức Quang thì hiện tại thầy giao cho cô Phương với thầy Hậu để thay thầy thì quản lý. Thì sau khi thầy giao á thì thầy có làm một cái đơn bãi nhiệm trụ trì chùa Phật Đức, cũng như là xin thôi chức vụ giám đốc ở đây để về mình dưỡng bệnh. Thì trước đó thì năm thầy nhớ không lầm là nay khoảng trên dưới 6-7 năm gì đó thì sư phụ chùa Đông Phước có giao lại cho thầy cái chùa Đông Phước để thầy coi sóc cho sư phụ để xây dựng, và nếu như sư phụ tịch đó, thì thầy sẽ quản lý cái thay cái di nguyện của thầy để quản lý cái chùa Đông Phước đó. Nhưng mà thầy nói cho anh em nghe với cộng đồng mạng nghe là vì vốn dĩ là cái cơ thể của mình, cái sức khỏe của mình không cho phép để mình kham nhiệm nhiều việc quá. Sư cụ có kêu thầy về, gọi thầy về mấy lần nhưng mà thầy từ chối. Thì cuối cùng thì sức khỏe của sư phụ thì ngày một yếu dần. Chính điều đó thầy là một cái người đệ tử cầu pháp, giống như là một người con mà thấy người cha mình như vậy mình không nỡ, và sư cụ đập cái chùa ra thì nó dang dở. Rồi lúc đó sư cụ không có xây dựng được, vì là sư phụ cũng bị một số người hứa cúng mà người ta không hứa cúng. Thì bên đó thì khi đó thì nhà thầu họ hẹn sư phụ là trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó rồi sư phụ phải có trên dưới gần 300 triệu để trả cái số tiền xây dựng đó. Nhưng mà sư nếu mà không có thì họ sẽ cho giang hồ vô để kiếm sư phụ. Thì như vậy sư phụ gọi thầy về thì sư phụ khóc quá, vì mình thấy giữa mình là người con mà thấy thầy mình như vậy chịu không nổi. Thì thầy có bàn với Phương, thì qua bên gia đình của Phật tử mình mượn đỡ trước 300 triệu để giao cho sư phụ là trả cái tiền của cho nhà thầu, chứ đâu để nó cho sư phụ tu hành mấy chục năm mà trên giang hồ nó đi kiếm như vậy thì nó tội cho sư phụ quá. Thì sau khi giao xong thì giống như trên trang nhà của mấy ấm Đức Quang thì anh em thấy là sư phụ đứng giao cho thầy để toàn quyền quyết định xây dựng cái chùa Đông Phước. Thì chính điều đó thì thầy suy nghĩ và thầy trăn trở dữ lắm. Trăn trở vì mấy ấm Đức Quang của mình đương xây dựng gian dở, nhà bếp đồ còn chưa xong vân vân các cái mà. Rồi sư phụ nói nếu như mà ông không về nhận cái chùa Đông Phước thì tôi có nằm xuống tôi không an lòng nhắm mắt. Thì bổn phận người làm con thì mình phải thay cha mẹ mình để gánh vác cái trọng trách đó. Thì khi thầy về dưới thì nó nằm cũng trong quyền mình thôi, thành ra đâu có thiên chuyển cái gì. Thì sư cụ giao và quỹ quyền lại cho thầy và quỹ quyền lại cho thầy để thầy xây dựng. Thì lúc đó thì thầy cũng không thấy mặc dù là sư cụ không có thông qua giáo hội, nhưng mà theo thì quy định là trong cái chùa, thí dụ thầy thì giao lại cho đệ tử, hoặc là trong tông phong pháp phái để quản lý để xây dựng. Thì thầy thấy bao nhiêu năm thì về dưới thì coi sóc và thì phụ công việc của sư thượng tọa, cũng như thay thượng tọa điều hành các cuộc lễ cúng ở đó vân vân.
Thì đến khi mà Thượng Đỏ thấy yếu dần thì thầy có bàn là thôi á, là sư phụ nói là thôi để thầy ủy quyền lại cho con một số giấy tờ giấy tờ, vì thầy có trình bày với Thượng Tọa là nếu như mà mình mượn cái số tiền đó xây dựng chùa Đông Phước, vì thầy đảm nhiệm cái chùa Vạn Đức rồi Mám Đức Quang nữa, nếu như mà mình nói mình mượn tiền Phật tử mà mình nói mượn chỗ này thì mình xây chỗ kia thì người ta ra làm sao người ta tin, người ta không tin. Thành ra bắt buộc nếu mà xây Đông Phước thì phải có những cái gì để họ làm tin, là mình rót tiền về đó, mình mượn để mình rót tiền về đó để mình xây dựng. Thì Thượng Tọa có ủy quyền thầy mấy cái sổ đất cũng như cái mộc dấu để gửi cho Phật tử liền làm cái niềm tin, làm cái niềm tin là mình gửi không phải là cầm cố, mình chỉ gửi cái đó để mình mượn cái số tiền là 5 tỷ để mình tiến hành mình xây dựng cái chùa Đông Phước. Nó khi thầy tiến hành thầy xây dựng thì là Thượng Tọa cũng nói trước cộng đồng mạng là giao cho thầy đó. Thì thầy cũng không có rành về vấn đề đó, mình chỉ nghĩ là gửi giữ cho Phật tử giữ làm tin để mình mượn số tiền về mình xây dựng cái cơ sở của giáo hội, xây dựng chùa thôi. Nhưng mà sau khi thì lúc đó thì dịch giả vô, bắt đầu mình xây dựng tiếp đó, thì bắt đầu dịch giả vô thì mình không có khả năng mình vận động, không có khả năng vận động để trả. Thì cho đến khi Thượng Tọa bệnh thì mình cũng phải chạy tiền để mỗi lần mà mình vô ten cho Thượng Tọa một cái như vậy là mấy chục triệu. Và Thượng Tọa nằm bệnh viện như vậy suốt mấy năm trời thì nó số tiền viện phí nó cũng khá lớn. Nó lại đè nặng lên cái đôi vai của thầy. Nhưng mà vì chữ hiếu, vì chữ tình thầy phải cố gắng. Cố gắng thì thầy có tâm sự với Thượng Tọa là con thương thầy, con vì chữ hiếu con về đây, chứ không phải là vì con ham cái chùa Đông Phước hay là con ham một chức vụ hay là con vì danh vì lợi mà về. Vì thương thầy, vì chữ hiếu con về. Thì nếu như mà thầy có nằm xuống thì thầy một là thầy giao cho giáo hội, hai là thầy giao cho đệ tử cầu pháp của thầy, đó là thầy Phước Chiên, nó để về dưới để lo cho thầy, vì Phước Chiên cũng thay thầy để lo cho Thượng Tọa ở dưới. Thì đến ngày Thượng Tọa viên tịch thì thật sự cộng đồng mạng ơi, thầy cái vai của thầy gồng gánh tới 124 em ăn uống bệnh hoạn, nó đã quá sức của thầy rồi. Rồi đám tang của người cha của mình thì cái số tiền đó chấp điếu, thì là cái vấn đề đó thì giáo hội quản lý, còn những cái tiền chi xuất trước thì bản thân của thầy và anh em huynh đệ phải bỏ ra để lo trước. Thì sau khi tang lễ xong thì tổng kết lại thì tiền biếu là được khoảng gần 200 triệu. Thì thầy cũng giao lại cho Phật. Giáo hội chi khoảng 30 mấy triệu. Thì giao lại hết cho bên môn đồ pháp quyến. Thì thầy thì hồi xưa giờ là từ ngày thầy đi tu đó giờ thầy không có giữ tiền. Thầy không có giữ tiền, thành ra thầy mới, mà mình á thì tiền ở đâu thì nó ra ở đó. Thầy mới sau khi Thượng Tọa mất thì cái chùa mới không có người quản lý, mặc dù thầy là đệ tử cầu pháp và thầy hậu là đệ tử cầu pháp, thầy cũng như là đệ tử cầu pháp, nhưng vì thầy không muốn quý thầy dính líu tới tiền bạc, thầy mới họp Phật tử lại để mình giao lại cái số tiền đó để họ quản lý. Thì quản lý cái số tiền đó thì đến thời điểm này thì họ tự thu tự chi, mình chỉ cố vấn trên tinh thần cố vấn thôi. Nhưng mà sau khi họp á thì giáo hội có hỏi thầy về vấn đề mộc dấu và sổ đất của chùa, thì thầy có trình bày là hiện tại bây giờ thầy đem cái sổ đất và cái mộc dấu đó thầy gửi đi cho Phật tử để làm niềm tin, để thầy mượn cái số tiền thầy xây dựng chùa, cái sân chùa Đông Phước. Thì khi đó thì giáo hội mới ra một cái văn bản là thầy tự ý sử dụng mộc dấu vào công việc riêng. Cái vấn đề đó là lúc đó mình chưa thông qua giáo hội. Thì thường là thí dụ giống như mình nghĩ Thượng Tọa còn khỏe, thì mình chỉ gửi cái đó làm niềm tin. Thầy cứ nghĩ là gửi để mình mượn tiền thì thời gian mình có kinh tế thì mình trả lại, và mình đem cái sổ đỏ và cái mộc dấu mình trả lại cho thầy hoặc là trả lời cho giáo hội thôi. Nhưng mà thật sự mà nói thì tất cả cộng đồng mạng biết bây giờ rất là khó khăn.
mà đối với số tiền 5 tỷ thì làm sao để mình có để mình trả lại cái số tiền đó. Cái số tiền 5 tỷ nó rất là lớn. Nó rất là lớn. Yeah. Để mình trả lại, để mình lấy cái sổ đỏ và lấy cái mộc dấu để về mình giao cho giáo hội. Yeah. Vì thật sự cái đó là giáo sản mình không thể đem cầm cố. Không thể đem cầm cố mà mình cũng không có quyền sử dụng. Yeah. Nhưng mà thí dụ giờ mình mượn tiền của chùa Đông Phước, mình mượn tiền về xây dựng chùa Đông Phước thì ví dụ mình gửi họ để họ biết là mình lấy cái số tiền này về để mình sử dụng vào cái mục đích này. Yeah. Thì cái vấn đề mà xây dựng nó thì cái quá trình xây dựng thì tiền nó sẽ giao theo từng cái tiến độ, thì bên đó thì có bên mình thì có quản lý xây dựng. Yeah. Với thầy mượn tiền về thầy cũng trực tiếp đó, thầy giao cho cô Phương để theo dõi cái tiến độ và thu chi để cho giao cho thầu thôi. Yeah. Tự vốn dĩ mình khi mình về mình lãnh một công trình, giống như thầy làm cái công trình nào đó thì nó phải hợp pháp, phải có giấy bản vẽ, yeah, giấy xin phép. Yeah. Và nó phải có ứng tiền theo tiến độ đâu đó nó rõ ràng. Yeah. Thì chính điều đó thì mình sẽ ứng tiền, thì những lúc thuận tọa còn khỏe thì thuận tọa vẫn biết là thầy ứng tiền như thế nào, thầy rất là đồng ý. Yeah. Giống như bây giờ chút nữa thầy sẽ gửi những cái đoạn video clip mà của thuận tọa ủy thác thầy để xây dựng. Yeah. Nếu như mà thuận tọa không có ủy thác thì thầy không dám làm. Yeah. Không có giấy ủy quyền của thuận tọa để nhờ vả thì thầy không dám làm. Yeah. Yeah. Nhưng mà vì để thấy sức khỏe của thuận tọa càng yếu dần rồi á, là mình thuận tọa nói thầy không còn sống bao lâu, nếu như mà con không về đây không phụ thì thầy nằm xuống thầy không dám mắt. Thì thầy thấy thuận tọa như vậy mình đau đớn, mặc dù là thầy biết cái sức của thầy nó nằm ngoài tầm tay của thầy. Yeah. Nhưng mà mình phải cố gắng vì người thầy, vì người cha của mình. Yeah. Mà mình cố gắng vì thầy biết bản thân của thầy, sức khỏe của thầy cũng không còn sống bao lâu, mà thầy cũng muốn rằng cộng đồng giúp đỡ thầy để thầy có một cái kinh phí để thầy trả cái tiền nợ này, để thầy lấy cái sổ đất về thì giao cho giáo hội. Yeah. Do cái người trực tiếp quản lý, vì bản thân thầy nghĩ thân thầy còn bỏ thì không lý gì để thầy tranh chấp một cái chùa. Giống như cái chùa Vạn Đức hiện tại thầy đang trụ trì, thầy còn giao lại, và cái máy ấm nước quang này thầy cũng giao lại cho Phương và thầy Hậu. Không phải là thầy giao gánh nặng của thầy cho Phương, cho thầy Hậu, hay là thầy chia sẻ cái gánh nặng này để cộng đồng mạng phụ gánh nặng với thầy, nhưng mà mong cộng đồng hiểu với thầy và đồng cảm với thầy để chia sẻ cái nỗi khổ của thầy, để đừng để khi mà thầy lỡ mà một mai bệnh thầy tái phát, thầy nằm xuống mà thầy mang cái tội tội nghiệp cho thầy, vì xây chùa Đông Phước mà thầy sử dụng vào cái mộc dấu, bằng cái sổ đất vào công việc riêng. Nếu như ai đã từng xây dựng thì nhìn cái chùa Đông Phước và nhìn cái phản ứng là sẽ biết được cái số tiền thầy xài đâu, xài như thế nào và xây dựng bao nhiêu. Nó khi mình xuống mình có thể, nó sẽ có giám sát, nó sẽ có theo cái tiến độ. Thì sau khi thuận tọa nằm xuống thì đau đớn lắm. Hiện tại bây giờ cái mồ của thượng tọa thầy còn chưa lo được, vì cái người tu á, khi xây cái mồ nó khác với cái người đời. Yeah. Rồi 49 ngày thì lại mình phải lo báo hiếu cho thầy. Yeah. Thì đến khi mà thời điểm này thì không còn sức nữa, thì mong cộng đồng phải phụ với thầy để chia sẻ với thầy, để giúp giùm thầy để gỡ rối thầy trong cái chuyện này. Sư phụ cho hỏi cái vấn đề mà lúc sư phụ mà 5 tỷ là của tư nhân, của người khác, của cá nhân ha, là đến thời điểm hiện tại là người ta có tính lời lãi không sư phụ? Đúng là thật sự mà nói thì người ta cứ nói là theo lãi suất ngân hàng. Yeah. Người ta cho mượn mình theo lãi suất ngân hàng, nhưng mà vì Phật tử tín tâm. Yeah. Họ nói vậy thôi, chứ tới thời điểm này họ cũng không lấy thầy một đồng lời đồng lãi nào hết. Không có lời. Vì họ thầy nói vậy nè, thầy kêu hai mẹ con qua thầy nói là thầy mượn cái số tiền đó để thầy xây dựng chùa. Thì cái tiền đó thì họ tính, họ buôn, họ dành dụm, mà cái người ở dưới quê thì họ hay mua vàng. Yeah. Họ hay mua vàng, để họ dành, để dành, chứ họ không có gửi ngân hàng, họ mua vàng. Thì lúc đó họ bán vàng để họ đưa cho mình. Yeah. Thì họ nghĩ là họ tin thầy, vì họ thấy cái việc làm của thầy, họ tin thầy để họ đưa mình mượn. Yeah. Chứ họ không có tính lời, tính lãi gì hết. Nhưng mà họ cũng nói nếu như mà thầy có thì thầy cho họ
họ sẽ xin theo cái lãi suất ngân hàng. Nhưng mà họ tới thời điểm này họ cũng không có lấy mình một đồng lời đồng lãi nào hết. Vì cái tiền đó họ dành dụm để họ chuẩn bị họ cất cả đời họ, để họ dành dụm họ cất cái nhà để mẹ con họ ở đó. Là thì vì cái niềm tin đó mà mình không thể là mình không trả người ta được. Nó thì mình mượn thì cũng có giấy tờ, có này có kia hết. Giờ như hiện tại giờ là như sư phụ đang mong muốn là tất cả mọi người quân và tất cả những anh chị em trên mạng xã hội hỗ trợ giúp đỡ về vấn đề là bên cái chùa kia, chùa bên chứ không phải là bên Mám Đức Quang, không phải Mám Đức Quang mình. Mám Đức Quang thì thầy cũng đang cố gắng thì vận động xây dựng cái nhà bếp. Thì hôm nay thì giống như cộng đồng mạng sẽ lên cái trang của Mám Đức Quang thì thấy cái nhà bếp nó dột, nó cũng cũ nát rồi. Thì bây giờ là mưa xuống là nó ngập lụt thì sợ điện đài rồi nó giật. Nó mặc dù là mình có camera mình quản lý có anh chị em nhân viên để mình coi cái họ làm ăn có sạch sẽ hay không, hay là họ có cái gì để mình nắm bắt kịp thời. Nhưng mà thí dụ giờ cái nhà lá mà mình có gắn camera hay điện đùng thì thật chất mà nói thì khi mà một khi điện nó chạm thì mình có camera mình có phát hiện thì nhiều khi nó cũng không có xuống để xử lý kịp thời. Nó thì thầy cũng đương trăn trở để thầy cố gắng hay hoàn thiện cái nhà bếp, thì nó cứ gánh nặng này nó chồng những gánh nặng kia. Gánh nặng này nó chặn rồi bây giờ lại thầy dướng vào cái dòng pháp lý này nữa. Dướng vào dòng pháp đó, lý. Bây giờ là bên chỗ mà người ta cho mình mượn tiền người ta đang cần gấp để trả lại. Họ đương cần để tự vì qua sang năm là tới tuổi họ cất nhà rồi. Họ đương cất nhà rồi. Nhưng mà cái ở đây thí dụ giờ mình năn nỉ họ được cũng được, nhưng mà cái ở đây thì thật sự mà nói về cái tình họ tin mình là một ông thầy. Họ tin mình cái uy tín để họ cho mình mượn. Họ cho mình mượn thì vì cái chữ tin đó mà mình không thể mình làm mất niềm tin. Thì bây giờ cái chùa Đông Phước thì nó cũng đương lùm xùm Phật tử ở dưới, nhưng mà thầy thì thật thưa thì cộng đồng mạng là bản thân của thầy, quan điểm của thầy từ cái ngày thầy đi tu mà thầy biết đạo tới thời điểm này là thầy không có giữ tiền. Như anh em thấy và cộng đồng mạng thấy là thường là thầy đi đâu sẽ có một cái thầy đi theo thầy. Và cái thầy đó sẽ giữ tiền và thu và chi. Vì thầy biết bản thân của thầy đến thế gian này vì mình sẽ còn vướng vào cái chữ tham. Nếu mà mình đụng tới tiền thì mình sẽ không tham kiểu này cũng tham kiểu kia, kiểm tham kiểu kia. Chính điều đó mình muốn chế ngự được lòng tham của mình, thành ra mình không có giữ tiền. Không có giữ tiền là ra tất cả tiền bạc ai cúng cái gì, như đến Mám Đức Quang của mình thì cộng đồng mạng sẽ thấy cái ban thư ký họ sẽ tiếp nhận cái tiền hỗ trợ đó. Và chiều đó thì thư ký thu quỹ kế toán sẽ tổng hợp cái tiền đó và mình phân bổ cái đồng tiền đó để mình sử dụng vào việc gì, thì nó sẽ thu chi, nó sẽ rành mạch, và cái đồng tiền của tất cả mạnh thường quân nó sẽ sử dụng hợp lý và đúng mục đích hơn. Mình sẽ cố gắng mà sử dụng cho nó đúng mục đích và đúng tâm nguyện của người cúng hơn. Và bản thân của thầy cũng bây giờ có đi tới đâu thầy cũng không có giữ tiền. Ngoại trừ khi nào thầy đi một mình, thầy bất khả kháng giữ lắm những cái điểm mà các thầy không thể đi được, thì bản thân của thầy mới giữ một số ít để mình chi tiêu trong cái khoảng thời gian ngắn đó. Sư ơi, như ví dụ bây giờ ở chùa gì đó là ai đang quản lý đó? Hiện tại bây giờ thì vừa rồi thì thầy do sức khỏe của thầy không có khỏe. Và thầy cũng chưa có chạy ra cái số tiền để mình xuống. Thì ở dưới thì Phật tử họ đương quản lý. Nhưng mà thầy nghe đâu thì vừa rồi cũng có cuộc họp ở dưới. Cuộc họp ở dưới thì giống như Phật tử họ cũng bất đồng với quan điểm của quý thầy gì đó. Nhưng mà thật sự cái đó đối với thầy nó không có quan trọng anh Trường. Vì bản thân của thầy, thầy mình mất rồi, lo báo hiếu thôi. Còn cái chùa đối với thầy không có vốn dĩ là thầy, bản thân chùa Vạn Đức của thầy, thầy còn buông. Thầy không lý gì cái chùa Đông Phước, thầy níu giữ. Vì khi mà thầy xin bãi nhiệm trụ trì chùa Vạn Đức thì giáo hội có ra một cái thông báo là thầy không trụ trì chùa Vạn Đức nữa thì thầy sẽ không được trụ trì các cơ sở nào trong tỉnh. Thì thầy vẫn tôn trọng mà thầy làm cái đơn, thầy tự mình làm cái đơn, giáo hội ra thông báo nhưng mà mình ra một cái đơn để mình tự từ chức. Và mình cam kết giáo hội là mình không có trụ trì một cái tự viện nào nữa, vì bản thân của thầy thì thầy đâu có ham trụ trì. Bản thân của thầy thì không có ham trụ trì mà cũng ham không ham chức, không ham quyền.
Vì thì quan điểm sống của thầy, thầy sống làm sao đúng tình người. Thầy mong rằng thầy có sức khỏe để thầy lo cho các con và đi thiện nguyện lo cho mọi người thôi. Chứ thầy thật sự mà nói, danh rồi lợi rồi mình chết mình cũng đâu có đem theo, đem theo điều gì, chỉ đem theo cái nhân, cái quả, cái phước và cái việc lành ác của mình thôi. Hiện tại là chùa là Phật tử đang quản lý. Phật tử đang quản lý nhưng mà nợ là sư phụ đang gánh. Nợ là thầy đương lánh. Mà sư phụ cho hỏi là cái câu chuyện mà chùa ở dưới đó đang lùm xùm, đó là cái câu chuyện lùm xùm như thế nào hả sư phụ? Thầy cũng không có xuống dưới, thầy cũng không biết nữa. Nếu mà anh em biết thì anh em xuống dưới tìm hiểu giùm thầy, với thầy thầy không biết. Giống dĩ là thầy không có quan tâm tại vì vốn dĩ là ở dưới thì thầy để giải quyết vấn đề sổ sách và mộc dấu để mình trả về dưới thôi. Còn bức xúc của Phật tử ở dưới thì thật sự mà nói thì người kẻ nói qua người nói lợi thì mình cũng không biết nó cái bên giáo hội đúng hay là cá nhân nào đúng hay cá nhân nào sai. Thì thật chất thì cái đó thì cái đó mình phải tìm hiểu kỹ, tìm hiểu kỹ về cái bám câu chuyện. Hồi nãy ở đây mấy anh em ở đây cũng chia sẻ nè, thấy sư phụ cầm trên tay mấy miếng giấy này là miếng giấy gì hả sư phụ hả? Cái miếng giấy này là ban trị sự mời họp với thầy. Thông báo với thầy về thu hồi cái con dấu. Cái sổ đất đỏ của một dấu của chùa Đông Phước. Cái này là cái thông báo về việc thu hồi là sau khi tang lễ và công bố thu chi tài chánh của thượng tọa. Thì giống như hồi nãy thầy chia sẻ là khi mà đám tang thu được bao nhiêu rồi giao lại cho cô Phương là bao nhiêu thì cô Phương mới giao lại cho chùa Đông Phước. Bây giờ nó tóm lại là đang lùm xùm ở dưới, người ta đang cần những cái giấy tờ này đang để cho thầy để nói lên cho người ta hiểu là tiền đó như thế nào. Đúng. Và giấy tờ đó là thầy sử dụng con dấu là thầy để làm vay tiền đó làm sao sao để nói cho người ta biết, đúng không? Một phần. Cũng như mình phải trình bày để cái mục đích sử dụng con dấu và cái sổ đỏ của chùa vào công việc gì. Coi như là trong tay thầy là cũng có giấy tờ đầy đủ hết. Còn bên đây thì cái giấy ủy quyền của thượng tọa và giấy mượn nợ cũng như là cái có giấy mượn nợ. Có giấy mượn nợ. Đây có giấy ủy quyền của thượng tọa. Đó, khi thượng tọa ký này, cái giấy ủy quyền. Đó. Đây là cái giấy thầy mượn tiền. Còn đây là cái hợp đồng xây dựng ở dưới mà thượng tọa đã ủy quyền cho thầy. Để ký cái hợp đồng xây dựng cái chùa Đông Phước đó. Thì kính thưa quý anh chị, đây là cái giấy mượn nợ. Cái giấy mượn nợ rõ ràng luôn. Thì đây là có dấu phân tay. Ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, Bến Tre. Có sổ ơi. Cái này là lúc mà sư phụ mượn nợ hả? Cái giấy này thì mượn nợ. Cái giấy này thầy mượn nợ thì khi mình mượn nợ á thì mình sẽ ký tên và có người làm chứng để mượn cái số tiền đó. Vì lý do là do họ Phật tử họ tin mình thì cái họ không có ra phòng công chứng, vì hồi xưa giờ thầy có mượn bao nhiêu để thầy xây chùa, xây máy ấm thì thầy cũng là cái giấy mượn nợ vậy thôi, chứ là giữa thầy với người đó với một cái người thứ ba làm chứng. Làm chứng là mình mượn. Đây là số tiền có gì có ràng. Giống như ở đây thầy từng mượn nợ của chị Đức Huệ ở Bình Đại. Chị Đức Huệ hay là Hoàng nào ở dưới Bình Đại để mình xây dựng chùa Giảng Đức thì thầy cũng viết cho chị Đức Huệ, giữa cá Đức Huệ dưới cũng tờ giấy là thầy mượn nợ vậy thôi. Rồi nếu mà thầy chết thì thầy hậu thầy nào kế nhiệm sẽ trả tiền. Thì giống như là lúc thầy xây dựng chùa Giảng Phước thì thầy cũng mượn Giảng Đức, thầy xây dựng chùa Giảng Đức thầy cũng mượn, thầy cũng mượn ở trên thành phố cũng Phật tử mình mượn. Thì thời điểm đó thì gia đình thầy rồi thầy cũng vận động Phật tử để trả, rồi sau khi trả thì cái giấy mượn nợ này nó vô hiệu quả. Chỉ có kỳ này là số tiền quá lớn. Rồi trong cái lúc thầy đương xây dựng cái nhà bếp, rồi sức khỏe của thầy không có nữa, nó vượt ngoài tầm tay của thầy. Thì thật sự luôn á, thì con vừa thấy giấy tờ và câu chuyện của sư phụ chia sẻ thì số tiền nó quá lớn, mà không biết là anh chị em anh đồng quân
người ta sẽ cái cách đầu tiên người ta sẽ đánh vô tâm lý, người ta sẽ nghĩ trước. Yeah. Đúng chứ không? Cái này là con chỗ mà con với thầy thân quá con chia sẻ. Mặc dù đánh vô tâm lý là người ta sẽ số tiền nó quá lớn. Khi mà mình mượn nợ rồi là bắt buộc phải có cái gì đó phải đánh lập lại. Thì không biết chữa sư phụ với lại bên mà cho mượn ta có nói điều đó không được. Thì họ có đặt vấn đề giống như thầy nói là mượn cái số tiền này, thì họ cũng đặt cái vấn đề mặc dù họ tin, như họ biết là mình vừa chùa giảng nước vừa máy ấm. Yeah. Thì họ hỏi là có đúng cái số tiền này mình xây dựng vào chùa Đông Phước hay không. Yeah. Thì thầy nói là đúng như vậy, thì nếu mà đúng như vậy thì phải cho cái ví dụ giờ xây dựng chùa Đông Phước thì hiện tại đó lúc đó thượng tọa trụ trì chùa Đông Phước còn sống thì phải có cái giấy ủy quyền của thượng tọa. Yeah. Thì đây là cái giấy ủy quyền của thượng tọa, vì ủy quyền để thầy đứng ra thầy xây dựng. Yeah. Như nó cặp với sổ đất của chùa. Yeah. Thì họ mới dám cho mình mượn, chứ đâu có thể là mình nói mặc dù họ tin, nhưng mà cái số tiền họ đưa cho mình là số tiền lớn chứ không phải là số tiền nhỏ. Dạ, cho anh hỏi những cái số tiền mà sư phụ vay mượn nè, là trong cái câu chuyện lùm xùm đó người ta biết cái số tiền này sư phụ đang mượn không? Thầy có trình bày với giáo hội, thầy nói là thôi cho thầy cái khoảng thời gian, thí dụ giờ nếu mà ai về quản lý cái chùa đó thì có thể đồng hành với thầy. Dạ. Thí dụ phụ giúp với thầy 500 triệu hay là 200 triệu vì cái tình Linh Sơn Pháp Lữ. Dạ. Vì cái tiền nếu như giáo hội không tin thầy thì có thể căn cứ theo cái bản hợp đồng của thầy. Dạ. Và cho giám sát vô để giám sát cái tiến độ xây dựng của chùa Đông Phước là có đúng với cái số tiền thầy đã mượn để thầy xây dựng vô đó hay không. Dạ. Nếu như mà cái công trình đó xây dựng chưa đúng cái số tiền này thì đó là thầy sai pháp lý. Còn nếu như thầy sử dụng đúng vào cái số tiền để thầy mượn mà xây dựng chùa Đông Phước thì mong rằng thì cũng đồng cảm với thầy và cho thầy cái khoảng thời gian để thầy có thể thầy nhờ cộng đồng mạng hay là những cái người mạnh thường quân mà hôm nay coi thấy được giúp dùm thầy, cho thầy cái khoảng thời gian, cho thầy cái khoảng thời gian để thầy trả cái số tiền và thầy lấy lại cái sổ đất và cái mộc để thầy gửi lại cái người điều hành ở đó. Trước tiên bây giờ là mình lấy cái mộc là cái sổ vậy chứ. Dạ. Rồi còn cái vấn đề mà nợ là mà từ từ mình tính được. Không, mình phải nếu như bây giờ lùm xùm là họ biết, thầy phải nói cho bên mượn nợ họ biết. Dạ. Mình phải có nghĩa là họ sẽ biết, vì gia đình em đó với mẹ em đó sẽ biết được cái công việc của thầy. À, nhưng mà mình cũng không để cho người ta khó xử là mình phải gửi tiền. Yeah. Gửi tiền họ để mình lấy lại cái sổ để cái mộc dấu để mình trả về cho giáo hội. Yeah. Trả về cho giáo hội. Giờ bây giờ vậy nè, thì còn hỏi là vấn đề nằm ở chỗ là bên giáo hội nè, khi mà mình sư phụ đã nói bên giáo hội mà giáo hội không lo luôn. À, thật sự mà nói thì ban trị sự Phật giáo Quyền Bình Đại đó, khi tang lễ thì thầy công bố cái tiền tang lễ giống như anh em thấy này, trong cái cuộc họp. Dạ, dạ. Là giao tiền lại đó. Dạ. Bàn giao tiền lại thì hụt, khi mà tang lễ tổ chức ra của thượng tọa hụt cái tiền tang lễ thì giáo hội giao lại cho bên thầy tự bù vô cái tiền hụt đó. Dạ, sao sao rồi tiền ở đâu thầy bù? Thầy cũng phải đi xin người này một chút. Dạ, người kia một chút, vì thật sự mà nói người tu á thì bản thân của thầy á thì thầy lo cho các em rồi. Yeah. Thì cũng yeah. phải vận động nhờ người này người kia để rồi các em ở đây phương đồ này kia nó cũng phải bỏ tiền vô. Yeah. Để giống như là bây giờ nó thương thầy. Yeah. Thì nó phải thương luôn thượng tọa để nó tròn cái tiền trong tang lễ đó, bù tròn để bù vô cái tiền tang lễ đó. Vì thầy cũng muốn là vì thầy biết là thượng tọa mình là người con thì mình lo thầy cho mình, lo cho người cha mình một lần nữa hả. Còn ngày sau cái số tiền điếu đó thầy cũng không, thầy sợ là người đời họ dị nghị là mình lấy cái tiền chấp điếu đó để mình làm cái gì. Yeah. Thật ra chính cái chỗ cái tiền chấp điếu đó thầy Phương và thầy Hậu giao lại hết cho Phật tử dưới quản lý, còn cái tiền chi xuất đám tang mình chỉ công bố cho giáo hội và mọi người biết là mình chi ra bao nhiêu thôi, còn cái tiền thu trong đám tang bao nhiêu là mình giao lại hết toàn bộ ở dưới quản lý hết, chứ yeah. mình không có quản lý cái số tiền đó. Nhiều khi người ta sẽ suy nghĩ là nếu mà chùa này nằm trong giáo hội và khi mà mình đã nói bên giáo hội mà bên giáo hội ta không có giúp mình thì nó là một cái chuyện quá xa. Còn bây giờ con đang nghĩ cho sư phụ nè,
khi mà số tiền mà sư phụ đang gánh 5 tỷ chứ không phải 500 triệu. Con nói thiệt, cả một vấn đề của sư phụ. Cái số tiền này nó ngoài sức của thầy tới 5 tỷ là thì, chính điều đó thầy mong rằng cộng đồng mạng giúp giùm thầy. Chứ nếu như mà thật sự mà tri tố ra thì cái gì không phải là không phải là mình nói mà vì chùa mà mình vướng vô tù tội thì tội nghiệp nghiệp cho thầy. Không, vấn đề tù tội là mình không có sợ. Vấn đề là tri tố thì quá sức tự tại, quá sức là gì thầy à? Quá sức là sư phụ. Cũng như nãy giờ thầy nó lớn lắm chứ không phải nó nhỏ đâu. Cũng như nãy giờ thầy chia sẻ là con cũng hiểu được phần nào rồi. Bây giờ con nói góp ý với thầy như thế này. Cũng như thầy muốn làm sáng tỏ cái vụ việc, cái thứ nhất là lùm xùm cái câu chuyện ở dưới chùa ở dưới đó. Cái thứ hai là thầy tu đang hiện giờ thầy đang mượn nợ, là thầy muốn làm sáng tỏ là thầy phải trực tiếp cầm những cái tờ giấy này xuống dưới kia để chia sẻ những câu chuyện lùm xùm ở dưới đó cho người ta chia sớt những cái gánh vác nặng của thầy đi một phần. Thì nào? Thì cái ngày mà thứ hai này thầy sẽ thì đi đó. Xuống dưới, không phải xuống giáo hội mà thầy xuống với ủy ban nhân dân huyện để thầy giải trình cái vấn đề này. Thầy giải trình cái vấn đề này, giải trình cái vấn đề này để cho người ta chia sẻ. Sư phụ nên làm như vậy. Nên làm vậy vì tôi con thì theo sư phụ. Đúng rồi, sư phụ đi tới đâu con theo đó. Còn là giúp sư phụ hết mình. Mạnh Thường Quân cũng mong cho tất cả mọi người, nói chung là mình thương chùa, mình không có thương thầy nè, thương chùa. Những người mà đóng góp cho mình xây dựng lại cái chùa, mỗi người góp vô ít để mình trả cho sư phụ trả cái nợ 5 tỷ đó, giống như là mình xây dựng cái chùa đi. Đây con nói thiệt sư phụ ha, mà cái số tiền 5 tỷ nó quá lớn. Con nói nó kinh khủng luôn, lớn quá. Thì nói tóm lại đó, thì cái phần tiền 5 tỷ đó, đối với sư phụ là rất là lớn. Nhưng mà để cho tụi con ở đây chia sẻ những cái video này lên thì sư phụ sẽ nói rõ ràng hơn để cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân biết. Cái số tiền 5 tỷ thì đối với sư phụ rất là lớn, nhưng mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân được duyên á giúp đỡ sư phụ thì nó là không có là cái vấn đề không có lớn lao lắm đâu. Nhưng mà sư phụ phải rõ ràng rành mạch và là chia sẻ rõ ràng là cái tiền nợ sư phụ mượn bao nhiêu tiền là ở đâu, là để nói dưới kia cho người ta biết, là cho rõ ràng hết, trình bày hết rõ ràng. Thì ở đây mình có ký hợp đồng và mình ứng tiền theo tiến độ tiền theo tiến độ. Thì nếu như mà cộng đồng mạng có thể giúp giùm thầy một ngày thì có thể gặp cái người thầu xây dựng. Và gặp cái người thầu xây dựng, và nếu như tất cả cái việc làm đó thì thầy giao lại cho Phương để thay thầy để ứng tiền theo tiến độ. Và đã có ký hợp đồng, ký nhận tiền. Và thí dụ giờ mình anh em hoặc là Phật tử hoặc là Mạnh Thường Quân thì cứ nhìn vào cái tiến độ và nhìn vào cái hợp đồng là mình sẽ biết được là cái tiền xây dựng bao nhiêu liền. Vì thầy không phải là thầy làm giống như các chùa là mình xây dựng bằng xây không chùa, chùa kia là người ta giống có tiền người ta xây. Còn mình là vậy, như là góp từ mình theo tiến độ, giống như mình ký hợp đồng theo tiến độ, giống như máy ấm cái nhà bếp của mình cũng làm theo tiến độ và mình ứng tiền theo tiến độ. Ứng tiền theo tiến độ để mình xây dựng. Thì tới từ mà lúc Thuận Tọ ngã bệnh tới thời điểm này thì mình đã ứng cho thầu là khoảng bao nhiêu phần trăm Phương? Đấy, đây là mình còn nợ rồi bên xây dựng luôn rồi. Mà lại ứng ra 70% cái tiền tiền còn 30%. Là hiện tại là mình vẫn còn nợ. Còn nợ bên bên xây dựng. Do chưa xây hết. Chưa xây xong. Nếu mà xong hết cái chùa luôn là khoảng bao nhiêu tiền chưa? Đây có hợp đồng nó là 6 tỷ 6 tỷ, mà giờ con đang nợ 5 tỷ trong cái phần 6 tỷ 875 triệu. Đây là chi phí xây thô và vật tư thôi. Nó còn cái kinh phí là thép và gồ với cái phần nối thân thiện đó, thân thiện. Nó chỉ là vật tư với công nhân công xây thô thôi. Giờ đây là chính trị, đây là tổng chi phí để mà xây chùa rồi 6 8 7 5. Trời quá trời. Thì con góp ý với thầy như vậy, thầy phải chia sẻ rõ ràng. Cũng như cái hai bây giờ cái phần nợ thì 5 tỷ thì rất là lớn, nhưng mà thầy nói miệng thì không ai tin. Thầy bây giờ có giấy thì thầy phải chia sẻ rõ ràng nợ thầy mượn bao nhiêu,
chùa bây giờ xây cất là xây được tiến độ chắc tới đâu rồi, mà còn là cái là tổng cái số tiền để cất chùa là bao nhiêu tiền, thầy nó nói rõ ràng để cho bên kia người ta xem được, người ta gánh vác bớt cho giờ, thầy một phần. Anh sư phụ đã nói rõ ràng nãy giờ là cái số tiền đầu trước tiên là sư phụ giờ cần lấy cái sổ đỏ về. Đó, lấy cái sổ đỏ về, nó lấy sổ đỏ lấy cái mộc mộc chùa về trả cho bên giáo hội, trả về giáo hội là sư phụ làm như vậy là sai quy định pháp luật, có thể sử dụng vào mục đích riêng. Đúng rồi. Tại vì khi mà mình cầm con dấu mà mình cầm cố vai mộc là mình đã sai. Nhưng mà mặc dù là bữa đó là sư phụ giải thích là chỉ là cầm niềm tin thôi, nhưng mà cứ gửi để mượn là niềm tin thôi, gọi là vi phạm. Đúng rồi. Tại vì khi mà con dấu cơ quan một cái cá nhân tổ chức nào đó mà mình đã cầm nó đi đó thì đó mình đã lạm dụng cái vấn đề đó. Nhưng mà cái lạm dụng của mình á là mình muốn xây dựng chùa cho nó hoàn thiện, nó đẹp hơn. Cái vậy thôi. Cái mà thật sự mà nói thầy thưa với cộng đồng, không phải là thầy muốn xây dựng cái chùa to mà cái chùa đẹp, nhưng mà do ước nguyện của một cái vị thượng tọa là cứ thượng tọa cứ hối thúc thầy, rồi thượng tọa cứ nói là con ơi, con về con phụ với thầy xây dựng, chút nữa thầy sẽ cho quý vị coi những cái đu clip. Tới giờ phút cuối cùng mà thở oxy mà thượng tọa vẫn nắm tay thầy, con ơi con cố gắng thay thầy để xây dựng. Vì thật chất cái thật chữ á thì mỗi người có một cái quan điểm riêng. Quan điểm riêng, giống như bản thân của thầy thì không cần chùa to Phật lớn, hay là không cần danh, không cần chức, không cần quyền. Nhưng mà giống như cuộc đời của ngài, ngài là cái người đầu tiên đi chạy từng chiếc xe đạp để vận động 32 cái cơ sở của giáo hội để thành lập cái giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện Bình Đại đó, thời Lâm thời. Thì ngài cái mong muốn cuộc đời tu của ngài là ngài muốn hoàn thiện cái ngôi chùa, ngoài ngôi chùa mà thầy là cái người được ngài đỡ đầu và nhận làm, giống như ở ngoài đời là gọi là nhận làm con nuôi á, mà mình thấy cái người cha của mình bệnh mà tâm nguyện như vậy thì thầy không nỡ, không nỡ. Chứ thật sự mà nói, nếu như bản thân của thầy mà thầy cất cái chùa là 5-10 tỷ thầy không dám cất đâu, không dám cất. Vì bản thân đó là thượng tọa đã vẽ cái bản vẽ từ trước, chứ không phải là thầy là cái người vẽ ra bản vẽ đó. Thượng tọa vẽ bản vẽ khi thầy về là thượng tọa đã làm được một cái phần móng rồi. Bắt đầu bản thân của thầy thì mới tiếp nối di nguyện của thượng tọa là từ phần móng đổ lên, đổ lên để mình hoàn thiện. Và cũng như thầy trả nợ thượng tọa cái số tiền mà của giang hồ á, người bên thầu mà thầu trước đó. Ủa, rồi, họ cho giang hồ vô. Hiện tại giờ là mình đang nợ tiền giang hồ nữa. Không có là thượng tọa nợ, chứ thầy không có nợ tự thường là. Rồi, nhưng mà sư phụ có gánh cái nợ đó không? Thầy trả, thầy thay thượng tọa thầy trả cái nợ 300 triệu. Trả hết 300 triệu rồi. Trả 300 triệu trước đó nữa. Trước khi xây dựng thầy nọ kỳ hẹn là nếu như mà thượng tọa không trả cái số tiền đó là họ sẽ cho giang hồ vô đứng trước cửa chùa, hoặc là kiếm thượng tọa quậy phá cái chùa. Đấy, thầy ra thượng tọa mới gọi lên thầy là trong vòng mấy tiếng đồng hồ là nửa đêm thầy phải nhờ người chạy qua bên nhà Hiếu để mượn số tiền để cầm nửa đêm xuống dưới giao cho thượng tọa để trả cái nợ đó. Nói giống như là bây giờ nói theo sư phụ đó là mình về do tình người, tình đồng môn, phải lãnh luôn cái nợ 5 tỷ đó. Nếu mà sư phụ mà mày cái lúc mà sư phụ nói là xây chùa là do tâm nguyện của sư ông để lại, thượng tọa để lại đó là cái tình người rồi, nhưng mà giờ mình lo về cái tình người, mà giờ mình mang một cái nợ 5 tỷ, không cao vấn đề đối với chính trị. Thì theo như trường thì trường nghĩ là nếu mà anh chị em cô chú anh chị nào đóng góp phần trăm nữa vô, cái nợ nó tích hồi công đức để nó không có đi đâu hết, nó cũng còn đó. Thì cái câu chuyện này thì tất cả mọi người nếu mà muốn biết sự thật cứ về và mám đức quan sư phụ chỉ ngồi kể cho nhau nghe. Đúng rồi, thật sự trực tiếp chứ thật sự cái số tiền 5 tỷ lớn sư phụ. Nếu mà quý vị nào thì muốn biết được vấn đề xây dựng thì thầy có thể nhờ Phương và nhờ giám sát công trình đưa về coi thực tế mình xây dựng ở dưới luôn. Có cơ sở và có và những cái hợp đồng hoặc là gặp có thể gặp trực tiếp anh thầu để đương thầu ở dưới. Vì do ở dưới là hổm gài nó lùm xùm thành ra. Con thấy có cái đoạn mà video đăng lên Facebook là tình lùm ra cho anh chùa. Ở dưới thì có cô đó.
Cũng không biết là cái gì đó cổ quay lên rồi la làng, thầy nghe gì la làng rồi tùm lum tùm la dưới, thì thầy thấy đăng trên trên file đó thì thầy không từ ngày đó thầy không có xuống dự anh trường. Vì sau khi đám tang tới thất thứ ba của thầy là thầy bệnh. Thầy bệnh lúc đó thì thầy tiểu ra máu nhiều, vì thầy bị ung thư tuyến tiền liệt là thời kỳ chót rồi. Thành ra sức khỏe của thầy không ổn thì thầy có đi nước ngoài để thầy điều trị cái bệnh. Thì khi thầy về thì nó xảy ra lùm xùm đó, thì thầy phải dưỡng bệnh, thì thầy phải dưỡng để vì mình có sức khỏe thì mình mới có thể lo cho các con và lo cho mọi người. Chính điều đó thì thầy về thì nó có những cái sự việc nó buồn thầy nghe, nhưng mà thầy cũng không muốn là mình phải để vô đầu mình những cái gì đó nó không hay và những cái tranh chấp hay những cái này cái kia. Vì thật sự bản thân của thầy và chia sẻ với các anh em hoặc là với cộng đồng mạng thì thầy còn ngồi quý vị ngày nay chứ ngày mai không biết cái bệnh này nó tái phát là thầy ngã ngang thầy đi. Đâu có biết thầy đi lúc nào, vì thầy tim mà bị ung thư tuyến tiền liệt thời kỳ chót nữa. Thời kỳ chót nữa, thầy không biết là thầy có sống đến cái ngày mà mình trả nợ được cái số nợ này hay không. Hay là trả được cái mộc dấu và cái sổ đỏ về chùa hay không, hay là còn làm có được làm tròn cái tâm nguyện cái ký thác của người thầy người cha mình giao cho mình hay không. Và nói chung bây giờ là chủ yếu là mình có tiền để mình lấy lại con dấu và sổ đỏ ở chùa ở ghe. Còn cái vấn đề mà nợ thì nó không phải ngàn bớt mới trả được lâu dài. Thì sư phụ nghĩ nếu mà ở bên đó người ta có làm khó không sư phụ? Bên chủ nợ thì họ chỉ nói là thầy cố gắng vì qua sang năm con cất nhà rồi, thì thật sự mà nói người ta có học mà ta chỉ nói một câu là thầy cố gắng, thầy cố gắng giùm con vì con giúp thầy. Con giúp thầy thì họ chỉ nói một câu nhẹ nhàng, nhưng mà mình đau. Mình đau không? Con giúp thầy con không có nghĩ gì hết, con giúp chùa con không nghĩ gì hết. Họ nói như vậy thì chứ thật sự mà nói họ là người Phật tử. Và họ có cái người có học nữa thì họ nói thì họ không phải giống như là dân mượn tiền cho vay tiền góp gì hết, vì cái niềm tin đối với Phật giáo, vì họ tin vào cái màu áo của thầy, họ tin vào những cái việc làm của thầy, họ nhìn thấy những việc làm của thầy mà họ cho mượn, chứ không phải là như anh em và cộng đồng thấy thì cái số tiền 5 tỷ thì họ gửi vô ngân hàng thì họ cũng có lời. Họ cũng có lời, thay vì họ cũng nói với thầy là thay vì họ có tiền thì họ đem cúng chùa, nhưng mà do cả quá trình của cuộc sống của họ, họ dành dụm để họ ao ước có được cái ngôi nhà thì thầy mới nói là thôi bây giờ tiền để đó không có làm, vàng để tiền và vàng để đó không có làm gì, thôi cho thầy mượn đi, thầy xây dựng đi rồi xong rồi thầy có thì tới ngày xây dựng thì trả lợi. Nhưng mà thầy đâu ngờ là dịch nó xảy ra rồi nó từ lâu rồi. 2 năm trước đúng không thầy? Thì con cũng đi sau thì chắc ngày mai thầy cho con sư phụ cho con với mấy anh em lên trên chùa chậm để quay toàn cái ngôi chùa đó cho tất cả mọi người thấy được là cái chùa đang xây dựng và nó có thực tế nằm ở chỗ này. Thì ngày mai anh em xuống thì thầy sẽ cho cái anh giám sát công trình đi xuống dưới. Vì thật sự mà nói sức khỏe của thầy không cho thầy đi. Và cái thứ hai nữa thì cái chùa ở dưới thì thầy thấy nó giờ Phật tử họ đương lùm xùm này xuống dưới, rồi thầy nhìn cái mộ của sư phụ dưới chưa làm được, rồi thầy thấy thầy đau lòng. Có liên quan tới giáo hội sư phụ. Cái chùa đó là thượng tọa hồi xưa là trưởng ban trị sự. Thì cái đó là ngày xưa thì văn phòng của ban trị sự mình làm việc ở đó, nhưng mà do là lúc cái chùa Long Hải tranh chấp. Nhưng mà thật chất cái cơ sở của văn phòng của giáo hội thì nằm ở chùa Long Hải. Thì sau khi thượng tọa hết mãn cái nhiệm kỳ rồi đó thì thượng tọa chỉ cho mượn cái chùa Đông Phước để làm cái văn phòng thôi. Thì sau khi mà cái chùa Long Hải giáo hội mình tiếp nhận rồi thì mới rút cái văn phòng ban trị sự về chùa Long Hải, thì cái chùa Đông Phước là cái cơ sở của giáo hội thôi. Nó chỉ là cái cơ sở của giáo hội, giống như cái chùa Vạn Đức mình cũng là cái cơ sở trực thuộc của giáo hội. Nhưng mà Phật tử cũng có trụ trì. Thì thôi ngày mai thì anh em xuống dưới thì cứ khảo sát cái thực tế những cái trình bày của thầy. Để xây dựng ở dưới thì anh em cứ xuống dưới để coi cái công trình xây dựng ở dưới. Công trình xây dựng mà thầy đã
đã thay thượng tọa, đã xây dựng ở dưới thì thầy chúc đó thầy cũng sẽ gửi cho tất cả cộng đồng mạng thấy, dạ, cũng như tất cả anh em thấy những cái gì mà thượng tọa, những cái video mà cái video mà thượng tọa đã ủy thác cho thầy, dạ, ghi bằng những cái hình ảnh khi thượng tọa còn sanh tiền, dạ, sanh tiền mà để ủy thác cho thầy làm những công việc đó. Dạ, chỉ thôi giờ tụi con cũng xin phép chia sẻ cái đoạn video này lên, dạ, để cho tất cả cô chú anh chị mình đồng quân trong nước và ngoài nước thấy được là hiện tại là sư phụ đang có một cái nỗi lòng vấn đề là nợ 5 tỷ đó, yeah. Rồi nếu mà anh chị em nào có một góp hay là muốn giúp đỡ cho sư phụ để sư phụ lấy được con dấu về, trước tiên là lấy con dấu, yeah, là cái số đỏ, yeah, còn nghĩa bên nợ kia thì từ từ mình sẽ tính cái số ha, yeah, đúng. Trước mắt là cái đó để mình giao lại cho giáo hội đúng chùa, yeah, à, thì nói chung là gì, tình người mà sư phụ đứng gánh đạo chứ không ai muốn gánh đạo chứ, yeah, tình người hết. Thì con muốn biết sao thì ngày hôm nay được sư phụ chia sẻ là cái câu chuyện nó thực tế, khi mà người ở trong cuộc mới chia sẻ hết được cái nội dung đang lên sầm ở dưới chùa gì đó. Thì mấy bữa nay thì có cái đoạn video ở dưới chùa đang lên sầm nhiều lắm, yeah, thì thôi giờ cũng nên vì rồi mấy chú bộ nghỉ ngơi ha, yeah, rồi có gì đây ngày nay, yeah, anh em đi con cái chú rồi mà thăm coi cái chùa rồi sao, dạ chú bộ nha, dạ rồi thì chào tất cả cộng đồng.